Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ Đức Phước, Đa Mưu và Tô Lâm bất chấp choảng nhau, Đa Mưu ẳng trong bất lực. Vụ Công an TP.HCM thả 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy là cách làm sai mười mươi, không thể chối cãi. Hầu hết các bài phân tích, bình luận trên mạng xã hội đều cho thấy Công an TP.HCM đã tùy tiện, sai luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, cả xã hội vẫn bất lực với cách hành xử vô pháp của lực lượng công an. Ở Việt Nam, người ta gọi lực lượng công an bằng cái tên là luật là tao, tao là luật. Nghĩa là lực lượng này muốn làm gì thì làm, và tự xem mình là người làm ra luật. Trong các vụ án chính trị, cách hành xử không tôn trọng pháp luật của lực lượng công an là chuyện vẫn thường xảy ra. Trong các vụ án hình sự, thông thường thì ít gặp hơn, tuy nhiên, với việc thả 4 nữ tiếp viên cho thấy bản chất luật là tao, tao là luật đang được công an áp dụng cả cho những vụ án ngoài lĩnh vực chính trị. Họ đã lạm dụng quyền lực công khai và trắng trợn hơn trước rất nhiều. Một kiểu làm việc dẫm lên pháp luật của Công an TP.HCM. Thông thường khi vụ án mà đưa rầm rộ lên mặt báo thì xem như là chuyện đã rồi. Lực lượng công an có muốn ém chìm xuồng cũng không thể được, bởi cả xã hội đều biết và lên tiếng. Lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trực thuộc Bộ Tài chính đã làm rất bài bản. Họ đã chuẩn bị báo chí để bên công an không ém được. Tuy nhiên họ đã nhầm, khi công an trắng trợn thả người thì bên hải quan làm gì được đây? Bởi luật là tao, tao là luật cơ mà. Việc kéo báo chí vào cuộc làm rùng beng lên cho thấy bên hải quan có mưu kế, mà phải nói là mưu rất hay. Tuy nhiên lần này bên hải quan đã không làm gì được, mà 4 tiếp viên hàng không được bàn giao cho công an. Vì vụ án liên quan đến tội phạm hình sự nên bắt buộc phải giao cho công an xử lý tiếp. Vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thư gửi biểu dương các lực lượng chức năng vì kịp thời triệt phá đường dây vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Điều này gián tiếp tố lực lượng công an đã sai phạm trong vụ án này chăng? Ông Hồ Đức Phước khen hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng công an Việt Nam hiện nay không cần giấu giếm những hành động vô pháp nữa. Đến Bộ Tài chính còn không làm gì được họ, thì người dân làm sao có thể áp lực được Bộ Công an phải thượng tôn pháp luật. Là lực lượng được mệnh danh là thanh kiếm của chế độ, Đảng Cộng sản dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng đã thả nổi cho Bộ Công an tự tung tự tác. Thượng tôn pháp luật mới mang lại một xã hội bình yên, không phải phe này đánh phe kia, ban ngành này thọc gậy ban ngành kia, làm cho mọi chính sách trở nên trì trệ hoặc thậm chí là thất bại. Tình trạng Việt Nam hiện nay là như thế, trong đảng thì phe này lo choảng phe kia, trong nhóm lợi ích lớn nhất là Đảng Cộng sản thì cũng có bên đảng choảng bên chính phủ. Trong chính phủ thì bộ này làm bộ kia phá, và cụ thể nhất là vụ án 4 tiếp viên hàng không buôn ma túy từ Pháp về Việt Nam vừa qua. Việc ông Hồ Đức Phước khen hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chẳng khác nào một tiếng ẳng trong bất lực. Hải quan làm đúng, công lao hải quan theo dõi, ém quân, âm thầm huy động báo chí chờ kết quả. Vậy mà Công an TP.HCM lại đổ sông, đổ biển những gì mà hải quan đã thực hiện. Lá thư của ông Hồ Đức Phước. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, như lời cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu nói, thì những gì Cộng sản hô hào thì họ không làm. Cái gọi là pháp quyền của họ chỉ là sự tùy tiện và vô pháp. Sống trong chế độ này là phải câm, phải điếc, chỉ biết chăm lo cho miếng ăn của mình thì mới có thể không bức xúc. Còn nếu tìm hiểu về chính trị, tìm hiểu về dân chủ và những giá trị khác thì rất khó để người dân câm họng được, bởi bất công, vô pháp cứ được lực lượng chức năng ngang nhiên thực hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin Hồ Đức Phước, Đa Mưu và Tô Lâm bất chấp choảng nhau, Đa Mưu ẳng trong bất lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
sau những năm gặp đại họa, Thủ tướng Chính hoảng hồn lo bịt lỗ thủng. Sau 3 năm dịch dã qua hai đời thủ tướng nào cũng tỏ ra vô dụng. Vụ Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu vẫn chưa kết thúc. Trong hai đời thủ tướng chỉ có một đời ngã, đời còn lại đang phải loay hoay gỡ rối. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết bám vào may mắn để tung hô khả năng lãnh đạo. Nhưng khi lãnh đạo tồi để lại hậu quả xấu thì họ lại đổ lỗi cho khách quan. Thế nên xã hội mới có câu truyền miệng rằng mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Còn nhớ vào năm 2020 khi dịch Covid ghé thoáng qua Việt Nam rồi đi nhanh, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng làm gì thì dịch cũng tự tắt. Thế là họ tưng hô tài năng lãnh đạo của Đảng. Sau đó đến khi Covid thực sự kéo tới thì họ tỏ ra lúng túng, bất lực. Họ để cho Việt Á cấu kết với quan tham từ thượng tầng đến hạ tầng để móc túi người dân lúc khốn khổ. Vào năm 2022, đầu tư công bị nghẽn nghiêm trọng. Năm 2022, Covid hết, nhưng tình hình đời sống dân sinh hết sức bi đát. Nền kinh tế sớm cạn tiền, doanh nghiệp thì chết như ngả dạ. Thị trường bất động sản đầu năm sốt, cuối năm thì đóng băng. Thị trường chứng khoán thì đầy cạm bẫy. Cá mập thọc tay vào thao túng thị trường chứng khoán, thoải mái lùa gà như trốn không người. Rồi nguồn vốn đầu tư công, nguồn tiền này nếu thông suốt sẽ có tác dụng kích cầu nền kinh tế. Nhưng dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Minh Chính, nguồn vốn đầu tư công đã bị tắc nghẽn, chứng tỏ ông Thủ tướng là con người bất tài. Không biết tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chịu sờ gáy ông lãnh đạo này. Vào năm 2022, đầu tư công của chính phủ bị nghẽn nghiêm trọng. Được biết, cả năm 2022, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại 17 bộ và 7 địa phương chưa được 50%. Tình hình tệ như vậy, nhưng báo cáo tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2022 lên đến 8,02%. Nói về con số này, tờ Thời báo .d đã từng có nhiều bài viết phân tích, nó là con số gian dối, không thực tế. Đây là sự yếu kém nghiêm trọng. Chính việc điều hành nền kinh tế kém cỏi của ông Thủ tướng đã góp phần làm cho kinh tế chậm hồi phục. Đời sống người dân vẫn khó khăn, thậm chí khó khăn hơn thời kỳ chống dịch trước đó. Bỏ qua con số tăng trưởng ảo, nếu năm 2023, ông Phạm Minh Chính tiếp tục điều hành yếu kém trong vấn đề thực hiện chính sách tài khóa, thì sức khỏe nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính lo gỡ nghẽn đầu tư công. Có thể nói ông Phạm Minh Chính đang lo lắng về vấn đề nghẽn dòng tiền đầu tư công như năm 2022, nhưng ngày 15 tháng 3 vừa qua, ông Chính được phân công cho ba ông Phó Thủ tướng gồm ông Trần Lưu Quang, ông Lê Minh Khái và ông Phạm Hồng Hà, cùng với hai bộ trưởng bao gồm Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đi đốc thúc giải ngân các dự án. Không biết kết quả như thế nào, nhưng e là khó thay đổi được gì, bởi thể chế này và con người Cộng sản là hai nguyên nhân chính khiến công việc này không thể chạy. Ông Phạm Minh Chính phân công 5 toán quân đi bịt lỗ hổng. Tuy nhiên số lỗ hổng tại các ban ngành trong chính phủ và các tỉnh thì rất nhiều. Việc vá được những lỗ hổng này sẽ giúp dòng tiền được khai thông một cách hiệu quả. Đây là việc làm khó đối với ba phó thủ tướng và hai ông bộ trưởng. Và dư luận cho rằng từ nói đến làm là khoảng cách xa vời vợi của chính phủ. Vào ngày 25 tháng 3, có mặt tại Bình Dương để đốc thúc công tác giải ngân đầu tư công. Ông Lê Minh Khái nói trước lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa rằng việc giải ngân đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp phát triển kinh tế xã hội. Cần phải ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng, có khả năng giải ngân cao, tránh tình trạng có tiền nhưng không thể dùng. Nói là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là một vấn đề khác. Ông Phạm Minh Chính đã có bước đi khác để hy vọng kết quả năm nay khác năm ngoái. Nhưng thực sự, vấn đề bị nghẽn ở đây là do cơ chế phức tạp, luật lệ thì chồng chéo, vừa lòng lẻo, vừa rối rắm. Ngoài ra còn có một nguyên nhân không nhỏ là lãnh đạo sợ bị hóa củi, nên không dám làm việc. Mà lãnh đạo sợ bị quẳng vào lò không dám làm, thì việc đốc thúc của ông Thủ tướng cũng vô ích mà thôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Sau những năm gặp đại họa, Thủ tướng hoảng hồn lo bịt lỗ thủng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.